Vâng, xin chào cả nhà, chào tất cả các bác, các anh, chào tất cả các bạn, tất cả mọi người đã xem video trên kênh Đình Quân Audio. Vâng, thưa hôm nay thì sáng nay thì em nãy cũng đã làm một đoạn video để gửi đến các bác một con TV Samsung LED 32 inch 1.500.000. Đời là đời chưa có internet, chưa có internet là chưa có mạng. Vâng, và tiếp tục đây thì video này thì em làm giới thiệu đến với các bác các anh một chiếc TV Samsung nữa, cũng 32 inch. Vâng, thưa con này thì đời cao hơn. Con này cao hơn, đời này làm đời máy nhập các bác nhé. Con này thì còn chân các bác ạ. Con này thì được gia đình người ta dùng, người ta vẫn còn giữ lại cái chân. Vâng, thưa với mọi người là con này trước thì em đã làm một đoạn video rồi, con này cũng đã về được tuần nay rồi. Em đã làm đoạn video này, con này bản thân con này là TV Smart các bác ạ. Tức là đời này đời có internet. Nhưng mà cũng nói đầy đủ thế này, các bác nghe em nói rõ nhé, là cái đời này là nó, cái phiên bản này là nó đã cắt rồi. Cũng nói đầy đủ như vậy luôn. Cái phiên bản là nó cắt, tức là bây giờ nó không tự thu wifi được. Nếu các bác dùng bằng internet thì các bác lại phải dùng qua một cái dây LAN. Đây, tức là trong này nó có một cái ổ LAN cắm internet để các bác cắm vào những cái đường mạng. Các bác cắm vào đường mạng, cắm bằng dây LAN trực tiếp các bác nhé. Cắm bằng dây LAN này, chắc nói đến dây LAN này các bác biết rồi. Còn để nó tự động thu wifi thì cái phiên bản này nó bị cắt. Vì bản thân là nó sản xuất ra con TV này là nó có internet, nhưng cái phiên bản này của nó có một dòng Samsung đến nay là nó cắt. Đấy, mà không riêng con này, tất cả cùng đời mấy con này là bây giờ nó cắt hết. Tức là nó không phải là đời cổ, đời nó đời rất cao. Nhưng mà chỉ có điều là nó chỉ đăng ký máy nhập, nó đăng ký cho ví dụ như là đăng ký cho 1 năm hoặc là 18 tháng hoặc 2 năm gì đấy, vân vân, em hiểu một cách nôm na là như vậy. Thì cho đến nay là nó cắt cái phiên bản tự động thu wifi. Còn nếu muốn dùng thì mình phải cắm bằng jack LAN các bác ạ. Vâng, nếu bỏ ra thì một như một con TV này thì giờ em không tính đến chuyện là wifi nữa. Em không tính đến chuyện internet nữa. Mà em bán đây là bán với chương trình xem TV. Con này thì ảnh rất là sáng, đời rất là cao, con này đời cao, ảnh rất đẹp, máy rất chắc chắn. Cũng TV Samsung các bác nhé. Vâng, con này rất là sáng ảnh. Đấy, cả khiển luôn, cả khiển của nó là gọi Smart TV lên được đấy các bác nhé. Đấy, đây là khiển, là khiển gọi được Smart TV lên đấy. Thưa mọi người như vậy đây. Đấy, cũng nói đầy đủ như vậy. Các bác xem một số chi tiết kênh thì cài đặt mạng này, kiểm tra dịch vụ mạng này, tất cả mọi cái nó đều chưa kết nối mạng này. Tất cả mọi cái thì nó đều vẫn còn hoạt động. Để em cắm cái đường mạng, đường LAN là sao này, không, mạng yếu lắm. Thưa mọi người là đường mạng rất là yếu. Em đang cắm vào cái cục tiếp sóng này thôi chứ còn... đang kết nối đấy. Đây là kết nối mạng có dây. Đấy, không kết, chưa kết nối được. Không thử được cái đấy, vì trước thử sách ok. Mà sớm thì vừa được có chưa? Mạng Hà Nội rất là yếu các bác ạ. Cái này em kết nối vào cái cục tiếp sóng ấy, chứ không phải là cắm thẳng vào ấy. Cái này là phải cài đặt EV này. Cái này phải cài đặt EV này, nhờ sử công này, tự động nhận này. Vâng, thôi em này em cũng không nói, đã kết nối cáp mạng, nhấn bắt đầu để định cấu hình, đã ngắt kết nối cáp mạng.
không kết nối trên đầu với xong TV được. Thôi, cái này em tạm thời là để nó như thế đi. Cũng thưa chuyện với mọi người như vậy, đây là giới thiệu về cái mục TV đi đã. Thưa mọi người, này hình ảnh rất là sáng, con này rất là đẹp, con này rất là đẹp. Vâng, vì trước đây nếu như là cái đường internet nó còn thu được thì con này nó vào tầm, em bán vào tầm 2,5 triệu. Giờ nay thì cái phiên bản của nó tạm thời cắt, các bác muốn dùng thì các bác về tự cài đặt lấy ở bên đường LAN các bác nhé. Cắm đường LAN, vâng thưa con này là cả khiển không đầy đủ em bán, giá thanh lý em bán 1,7 triệu. Các bác con này xem thì mỹ mãn độ bền rồi. Con này mỹ mãn độ bền, làm xem trong phòng ăn này, phòng ngủ này. Rồi các bác kết nối với này, con này nó có tích hợp cả đầu DVB-T2 rồi. Nếu các bác ở vùng xa xa mua về thì cắm thẳng anten là các bác dò kênh là ok luôn. Ok luôn. Vâng, hoặc là các bác xem mạng các bác cắm đường dây LAN vào. Vâng, xin giới thiệu đầy đủ như vậy. Hai là nó chạy có cổng HDMI tất cả các loại, các bác kết nối với camera. Trong gia đình con máy thì cực kỳ là bền các bác ạ. Hình ảnh chất lượng thì cao. Tiếng rất là tốt. Đây đường tiếng của nó đây. Cái khiển của nó là khiển Smart TV. Cái khiển của nó là mấy trăm mà, khiển rất là đắt. Vâng, em làm video gửi gắm đến với các bác nhé, các anh, các bạn. Con này cũng là Samsung 32, đời con này còn chân. Cũng xin giới thiệu đầy đủ các bác xem kỹ video, em đã trình bày kỹ trong video. Là đời có internet, đời Smart TV. Đây ví dụ như là khi tắt đi một cái, đây là tắt rồi nó có cái đèn đỏ kia nó báo. Nhưng khi mở lên thì là nó sẽ tắt cái đèn đỏ đi và... đấy, nó báo Smart TV đấy ạ. Vâng, cũng xin giới thiệu như vậy để các bác anh biết ai là những người có nhu cầu sử dụng đến chiếc TV trên về để xem gia đình hoặc là các bác làm camera để làm màn hình camera hoặc xem gia đình trong phòng ngủ. Rồi một số gia đình gọi là cũng chưa cần thiết phải mua đến máy to, dùng cái máy bé thì dùng như con này rất là chất lượng, rất là chất lượng đấy. Vâng, em xin giới thiệu như vậy. Con này là em bán 1,7 triệu tại cửa hàng các bác nhé, không mặc cả, không bao ship. Hình ảnh chất lượng con này rất là tốt, bản thân cái đèn của nó đã hơn 2 triệu rồi. Không nói đầy đủ luôn là như vậy, cái đèn của nó đắt rồi, cái đèn bán lấy tiền đèn thôi. Chứ còn này cũng xin gửi gắm đến với các bác các anh, ai là những người có nhu cầu xin liên lạc với cho em qua số điện thoại 0982482610 hoặc 0947631743. Và cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác các anh ai là những người có nhu cầu xin liên lạc về cho em hoặc là ở gần khu vực Hà Nội thì mời các bác các anh về tại cửa hàng em để trực tiếp test và đặt hàng cho em. Vâng, em xin cảm ơn và gửi gắm đến với mọi người, đến với các bác các anh. Em ship TV nhé các bác nhé, nhưng mà với tuyệt đối là chỉ khu vực miền Bắc thôi các bác ạ. Em gửi bằng ô tô, nhận là hàng trong ngày chứ không gửi xa được, bởi vì gửi xa là TV bị vỡ. Nên là vâng, em xin gửi gắm đến với mọi người như vậy. Em cảm ơn các bác anh, cảm ơn các bạn đã xem video của em chào mọi người.